Món trà ô long vani sữa là món tôi cực kỳ tâm đắc, bởi vì tất cả nguyên liệu có trong món này đều hỗ trợ và đẩy mạnh những tinh túy có trong trà ô long lên một vị trí mới. Hãy cùng tới bước làm của trà ô long vani sữa. Hãy bắt đầu với 150ml nước cốt trà ô long. Mười ml siro đường. Hai mươi ml siro vani. 20 liệu cuối cùng là 20g bột sữa. Khuấy đều. Một thìa đá to. Một thìa to tương đương với 2 xúc đá nhỏ. Lắc. Tôi thật sự không nghĩ được ra từ ngữ nào để lột tả được hương vị của món này. Bạn hãy tự trải nghiệm đi.